Hello, xin chào tất cả anh em YouTube nha. Thì cái này là cái hộp quà của bên Mixup. Thì mình vừa mới nhận được cách đây 2 hôm. Thì hôm nay mới mới lấy ra làm video để chia sẻ với anh em. Đây nha anh em. Họ tên người gửi công ty Mixup. Họ tên người nhận là mình đây, 56 Nguyễn Thông. Theo box. Để mình mở ra coi mở ra cho anh em xem coi ở trong là cái gì nha. Thì nói chung mà cũng không có gì hết nha anh em. Ba cái đồ thực phẩm bổ sung. Đây. Và reward cao nha anh em. Cắt David thì nó coi mấy chục gói, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 gói. 20 gói này cũng sống được 20 ngày. Thì nói chung là cái này uống ok lắm nha nè. Nhưng mà cái loại sâm bò này thì nay mình không có nhập dạng sâm bò nữa. Nay mình chỉ nhập cái dạng hộp anh em, hộp mà 30 muỗng để múc á. Còn sâm bò thì lúc trước mình nhập sâm bò thì anh em biết sao, cái bịch nó bị xì, cho nên là khách phản hồi với mình cũng thấy bực mình quá, cho nên là mình không có lấy loại sâm bò. Thì cái này người ta tặng cho nên là mình lấy đại đi, chứ giờ tặng thì có cái nào lấy cái đó. Còn nhập thì mình sẽ không có nhập sâm bò, mình chỉ nhập hộp thôi. Sâm bò này thì nó mong manh dễ vỡ lắm anh em ơi. Cho nên là thì nay có một đơn hàng tặng của bên Mixup thì mình làm video chia sẻ với anh em xem chơi. Thì có gì hay mình lại làm video mình chia sẻ với anh em tiếp nha. Cho mình coi có cái bọc nào bị bịch nào bị xì. Mấy cái bịch này thì nó không bị xì anh em. Còn ngon lắm. Từ hồi mình nhập loại dạng sâm bò này mà khách nhận mà người ta kiểm tra nó bị xì, cho nên là mình phải nhận lại hàng, cho nên là rất là cực. 20 gói thì mình cũng uống được 20 ngày. Ok, thì hôm nay chỉ làm video ngắn mình chia sẻ với anh em vậy thôi. Thì có gì hay hay thì làm video chia sẻ với anh em tiếp nha. Thì anh em mà nếu mà muốn đặt hàng hay là muốn ủng hộ mình thì mình vẫn để cái số Zalo phía bên trên góc màn hình nha. Có lẽ cái đường link Facebook mình để phía bên dưới cái phần mô tả video. Anh em nào mà cần thì cứ liên hệ với mình, và mình biết thì mình chia sẻ nấy nha. Anh em nào đặt hàng thì cũng đặt hàng ở trong đó, rồi mình sẽ rep tin nhắn của anh em sau nha. Có cái bịch này bị xì vậy nè. Bột nó ra nè. Thôi xin chào anh em nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye. Khi nào có gì hay mình lại làm video tiếp.